chị giữ chân con kền kền ngốc nghếch đó vậy? Nếu con vật đần độn đó trở về đây mà không đem tuần báo phù thủy cho ta thì ta sẽ biến nó thành gà quay. Con dội thêm chút hương thảo. Ôi, con chim bé bỏng của ta đã về. Mi lấy được rồi, ta biết Mi làm được mà. Ôi, ôi, là ông ấy, đúng rồi, Harlequin anh hùng của ta. Ê, phải chi chúng ta được ở bên nhau, nghĩ coi hai ta sẽ làm được những phép thuật gì đây. Ôi, phải có cách gì đó để gặp được ông ấy. Phải rồi, cần gì phải dòng do, từ đây tới đó cũng có mấy dặm đường thôi, ta cứ cởi kền kền bay tới đó là được mà. Mi không vỗ cánh mạnh hơn một chút được sao hả? Thấy không mèo Ara, ngay đó nè, dấu chân xì trùm, một con đường xì trùm. Và khi chúng quay lại, lũ xì trùm da xanh đáng ghét đó sẽ bị dính vô đây như ruồi dính bẫy vậy đó. Kìa, bọn chúng tới rồi, nhanh lên mèo Ara, trốn lẹ đi. Lại nữa rồi hả Tí Dụng về? Chết rồi, mình xin lỗi nhưng mà mình nghĩ xì trùm ai đó đang cưỡi cần cờ trên kia kìa. Trời ơi, Mi bay như một con chim gãy cánh gì đó. Chắc ta phải đi bộ tới đó cho nhanh thôi. Thả ta xuống đây liền đi. Ý ta là dừng lại cho ta xuống hiểu chưa hả đồ ngốc? Và đừng quên quay lại đón ta khi mày nghe thấy tiếng còi ta thổi. Hai lần còi, nghe rõ chưa? Đồ ngốc nghếch, một đám lồng vô dụng. Ta nghĩ đã tới lúc cần một con chim khác rồi. Chúng tới rồi kìa Ara. Bắt được rồi. Hogatha. Vui quá hả gà mình. Ta coi bộ ông vui quá. Giờ thì kéo ta ra khỏi đây mau đồ đầu cóc. Tự bà nhảy vô chỗ này mà, cứ tự tìm cách ra đi. Người giỏi lắm. Cho bà một bài học để đừng dĩa cái mũi xấu xí của bà vào. Gì vậy? Hả? Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Thả ta xuống. Người muốn sao cũng được. Đừng làm ơn đi Hogatha. Hogatha xinh đẹp đáng mến, thả ta ra đi. Xin bà, ta sẽ làm bất cứ điều gì. Một tên ngốc như ngươi thì làm gì được cho ta chứ? Không gì hết. Với lại ta đang có chuyện quan trọng hơn để lưu ý. Chẳng hạn như tự giới thiệu bản thân với Harlequin đệ nhất, một phù thủy thực thụ tuyệt vời. Harlequin đệ nhất? Là ông bạn già Harlequin hả? Vậy thì để ta cho bà biết Harlequin là một người bạn rất thân với ta. Bạn già chỉ mới tuần trước. Ông biết ông ấy hả? Ôi trời ơi, sao ông không nói ngay từ đầu chứ? Anh gặp bên thân mến. Ông phải giới thiệu chúng tôi đó. Cũng có thể, nhưng vậy thì ta được cái gì chứ? Thì lũ xì trùm nhỏ mà ông muốn. Tôi có thứ này hay cho ông đây. Phải đó, tôi có một cái còi thần kỳ. Nó có thể dụ bọn xì trùm trong vòng vài dặm. Vậy sao? Đưa ta coi thử đi. Nhanh lên. Ông sẽ được thấy nó, nhưng phải giới thiệu cho ta đã. Chỉ sau khi Harlequin chịu tới nhà ta chơi, có thể là vào tối nay, có được không? Đồng ý, đi thôi mèo Ara. Tí vua ơi, nếu lão gà mên có trong tay cái còi ma thuật đó thì sao? Đi thôi các xì trùm nhỏ, chúng ta phải ngăn ông ta xì trùm một lời mời đến Harlequin. Không biết ông ta là ai. Ôi, thật tuyệt vời, Harlequin sẽ tới nhà gặp mình. Nè Haru, đâu rồi con bồ câu bé nhỏ đáng yêu? Vậy là mụ phù thủy già đó muốn gặp phù thủy của thời đại hả? Bạn thân mến của ta, Harlequin đệ nhất. Được rồi, giờ chúng ta phải cho bà ta những gì bà ta muốn, mèo Ara. Để ta coi, cái này được rồi nè. Và khi ta đã hoàn tất việc cải trang thì mụ già đó còn lâu mới biết được sự khác biệt.
Ông ta thậm chí còn không biết Halloween là ai. Chúng ta phải ngăn cản Hogatha đưa cái còi ma thuật cho ông ta. Nhưng lâu đài của Hogatha ở cách đây xa lắm đó Tí Du. Đối với cánh nhạn thì không đâu Tí cô nương. Long Vũ sẽ giúp chúng ta. Nhanh lên các sĩ trung nhỏ của ta. Ôi, nó đầy rồi. Hộp nhạc kỳ diệu của ta. Mong là nó vẫn hoạt động được. Ôi, hoàn hảo. Giờ thì cuộc hẹn của ta và Halloween đệ nhất thành sự thật. Sao ông ấy cưỡng lại được chứ? Nhắc mới nhớ, không được quên một thứ quan trọng là cái còi ma thuật, hay còn gọi là cái còi gọi chim của ta. Gã gà mên già ngu ngốc sẽ không biết được cho tới khi quá trễ. Xong, như vậy sẽ lừa được mụ già xấu xí đó. Rất xuất sắc. Được rồi mèo Ara, giờ tới lượt mi rồi. Không không sao đâu Ara, không hề đau một chút nào hết. Mèo Ara, nhanh chân lên, chúng ta không thể bắt Hogatha yêu dấu chờ lâu được. Mèo Ara. Ôi, cho một chút bụng cóc và vài con mắt bồ câu. Bữa ăn dạ coi như đã xong rồi. Giờ thì xịt một chút nước hoa cái đã. Tinh dầu của trộn hôi luôn tỏa ra rất hiệu quả. Rồi, thật hiệu quả. Nếu chút nữa Halloween đệ nhất không tới, ta sẽ biến tên gà mên ngốc nghếch thành con sâu. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng là sâu rồi. Ôi trời đất ơi. Ôi, chào ông Halloween. Thật là bất ngờ. Vậy bà đây là Hogatha sao? Ông bạn gà mên thân mến của ta đã gửi lời mời ta tới nhà. Gà mên hả? Ông ấy thật tốt bụng. Mời vào trong, mời ông. Cảm ơn thưa bà. Tới nơi rồi. Tí vua ơi, ngài có nghĩ là lão gà mên đã tới nơi rồi không? Cái này sẽ giúp cho ông thư giãn sau một chuyến đi dài Halloween thân mến. Trời ơi, ngon quá. Nó là cái gì vậy? Chỉ là một chút nước tôi tự chế thôi. Mật ốc sên. Thật là ngon quá thưa bà. Ông dùng thêm nữa. Ở gần nghe, chúng ta sẽ cần mi nữa đó. Thôi thôi thôi, cảm ơn thưa bà. Vậy là đủ rồi, ta cũng không thể nán lại thêm nữa. Nhìn kìa Tí Vua, đó chắc chắn là cái còi ma thuật. Ta chỉ ghé ngang để lấy giùm cái còi ma thuật cho ông bạn đồng môn thân mến gà mên thôi. Ông ấy nói với ta là... Chưa gì đã đi rồi sao? Thôi không được đâu, ông chỉ mới tới thôi mà. Tới đây, trò chuyện về phép thuật chút đi. Đây, như vậy có thoải mái hơn không? Halloween à, phép thuật của ông thật quyến rũ. Dĩ nhiên là tôi sẽ nhảy với ông. Thật ra ta không nhảy sao? Thật ra ta thực sự phải đi rồi. Thật là không thể nào xì trông được hết. Ta không biết sẽ là sao đâu. Ta chưa từng khiêu vũ bao giờ mà. Thật sao? Nhưng mà bước chân của ông thật là thành thoát và rất là rất là tự tin. Mấy người họ trong Tí Dụng về thiệt á. Ôi Halloween, ông làm tôi ngây ngất quá đi. Vui sướng muốn xỉu luôn đây nè. Rồng của ta. Không. Ôi, Halloween ơi, tình yêu của ta ơi. Lão gà mên lấy cái còi ma thuật rồi. Nhanh lên, chúng ta phải xì chung càng xa càng tốt trước khi lão gà mên sử dụng nó. Xì chung ơi, mau rời khỏi đây thôi. Ôi, Halloween, Halloween yêu quý đâu rồi? Ta lấy được rồi, ta đã có cái còi ma thuật. Dù sao thì ta cũng không tốn công vô ích. Chạy đi, chạy đi. Tôi biết là ông ngại, nhưng mà chuyện này thật ngớ ngẩn. Halloween, ông đâu rồi? Nhưng không sao, ông sẽ trở lại. Ôi, người đàn ông tuyệt vời. Nhưng cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Rõ ràng là mình có sức hút.
có sắc đẹp và có râu nữa. Có râu hả? Ôi không, đó là lão gà mên. Hắn đâu rồi? Tên già lừa đảo đó đâu rồi? Ở đây chắc là an toàn rồi đó mèo Ara. Giờ thì đủ da xanh các ngươi. Ra đi mau, dù các ngươi đang ở bất cứ đâu. Chúng ta đã ra khỏi vùng chịu ảnh hưởng của cái còi ma thuật chưa tí vua? Ta mong là vậy tí cô nương. Không thấy đứa xì trung nào. Có lẽ ta nên thử lại lần nữa. Hắn ở dưới kia. Thành công rồi. Cái còi ma thuật hiệu nghiệm rồi. Có chuyện gì trên đó vậy? Không, đây là cái còi ma thuật nè. Đó không phải là cái còi ma thuật, mà chỉ là cái còi gọi chim của Hugata mà thôi. Cái còi gọi chim. Làm ơn xin bà Hugata, ta đã biết lỗi rồi, bà làm ơn tắt cái thứ này dùng cái đi. Harlequin yêu dấu à, nó đang chơi bài hát của chúng ta. Giờ thì nhảy đi, đồ phù thủy già ngốc nghếch mũi quằm, nhảy đi. Ta biết lỗi rồi mà. Không, không. Nhanh lên tí dụng về, nó theo kịp chúng ta rồi. Nè, tí cẩn, cậu có nghe thấy? Xém chút là tiêu rồi. Xì chấm ơi, mình còn tưởng chúng ta toi rồi chứ. Cậu biết không, tí dụng về phải có cách nào đó ngăn con mèo Ara đó cứ đi rình tụi mình. Có khi nếu như mình chịu tập trung suy nghĩ vào việc giải quyết vấn đề này thì biết đâu mình có thể. Tí dụng về, cậu có nghe mình nói gì không? Mình xin lỗi tí cận, mình đang nghe tiếng chuông. Cậu không thấy nó xì chấm quá sao? Chuông, chuông. Một cái chuông. Sao không thể là cái chuông chứ? Đúng rồi, một cái chuông. Tí dụng về, nhờ cậu đó, cậu đã cho mình một ý tưởng xì châm rất tuyệt vời. Vậy sao? Chà, mình không biết nó là gì luôn á. Đi thôi, thời gian và thủy triều không chờ xì châm đâu. Tí vua. Tí vua đâu rồi? Hai cậu vừa mới xì châm tí vua rồi. Ngài và tí cô nương vừa mới đi vô rừng để tìm hoa lan rồi. Chà, vậy chắc là chúng ta nên đợi đi, tí cận. Đợi hả? Một ý tưởng tuyệt vời không thể đợi được. Với lại, tí vua luôn nói là chúng ta nên tự mình quyết định mà. Đúng vậy không? Vậy nói với mọi người ý tưởng của cậu đi, tí cận. Nói là cậu muốn đem một cái chuông cho mèo Ara. Một cái chuông cho mèo Ara hả? Như vậy thì nó sẽ không thể rình mò chúng ta được nữa. Đó là một ý không tồi. Chỉ có điều đó là một ý tưởng của tí cận mà chúng ta chưa từng thấy ý tưởng nào của cậu ấy hiệu quả hết. Vấn đề còn lại của ý tưởng vĩ đại này chỉ là nhanh chóng tìm kiếm một cái chuông phù hợp mà thôi. Cái chuông đó nhất định phải có âm thanh trong trẻo. Tí cận, một cái chuông đặc biệt có thể kêu vang. Một cái chuông. Tí cận, sao tí khéo tài? Chúng ta sẽ làm cái chuông. Làm tới đâu rồi tí khéo tài? Làm tới giai đoạn đúc rồi. Nói thiệt á, nếu tí khéo tài chịu nghe lời tư vấn của mình thì dự án này đã xong từ lâu lắm rồi. Nhưng ơi không, cậu ấy chuẩn bị đi, họ tới rồi kìa. Sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng. Đây rõ ràng không phải là kỹ thuật mà mình nghĩ trong đầu. Nếu như bây giờ tí vua mà ở đây thì mình biết chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý với mình. Đây hẳn là một bài học bổ ích đầu đời cho em đó, bé xì châm. Em được chứng kiến quá trình tạo ra một cái chuông tuyệt tác theo nghệ thuật cổ xưa.
các bạn xì trâm, xin giới thiệu chuông cho mèo Ara. Bây giờ thì bất cứ khi nào mèo Ara có ý định rình mò một xì trâm tội nghiệp không có sự phòng bị nào thì xì trâm đó sẽ được nghe tiếng nó đang tới gần. Nhưng mà phải có một ai đó trồng cái chuông qua cổ mèo Ara. Được rồi, ai sẽ có vinh dự được cột cái chuông này vào cổ mèo Ara? Ai sẽ được trở thành xì trâm may mắn đó đây? Có ai xung phong không? Nè, khoan đã. Nè, mấy cậu chờ cho một chút đã chứ. Thực ra chỉ có một xì trâm xứng đáng với vinh dự được cột cái chuông đó lên cổ mèo Ara thôi. Và đó chính là xì trâm đã khởi xướng trò này lên ngay từ đầu. Đúng không? Đúng đó. Và mình đề xuất cử Tí Cẩn. Được rồi. Tí Cẩn. Mình hả? Không. Vậy thì không có công bằng. Mình về bản chất thì đây là một vinh dự lớn, nhưng thực sự mình không thể. Chắc chắn cậu làm được mà Tí Cẩn. Thôi cậu đừng có nói nữa. Các cậu thân mến, mặc dù mình rất cảm kích sự tín nhiệm của các cậu, nhưng mình phải nói rằng đây là cơ hội dành cho mọi người. Vì vậy chúng ta sẽ rút thăm nha. Tại sao phải rút thăm nha? Thì thử ba lần mới chắc được. Chà, mình rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu đó Tí Cẩn. Nếu là mình thì mình không dám bén mảng tới gần mèo Ara luôn, chứ đừng nói là đeo chuông qua cổ của nó. Cậu thật sự không biết sợ là gì hả? Xì Trâm ơi, cậu chẳng bận tâm tới hàm răng sắc nhọn của nó, móng vuốt nữa chứ. Tí vụng về ơi. Đó cũng là điều mà mình định nói. Nó kia kìa. Ý cậu là mèo Ara hả? Cơ hội của cậu tới rồi đó. Giờ mình nghĩ là không nên phá giấc ngủ của một con mèo đáng thương. Ý mình là ai mà không muốn ngủ. Đi. Chúc may mắn nha Tí Cẩn. Nhớ coi chừng mấy cái răng nhọn nhọn của nó đó. Có chuyện gì ồn ào quá vậy? Coi chúng ta có gì đây nè. Một cái chuông sao? Đây chắc chắn lại là một trò của lũ da xanh gớm ghiếc đó. Đáng đời mày lắm, đồ con mèo khờ khạo. Bộ chúng thực sự nghĩ cái trò đơn giản này sẽ có hiệu quả hay sao? Khờ quá đi à. Ta sẽ cho chúng thấy trò vui thật sự. Ta sẽ cho chúng biết chuông là ra sao. Hỡi chuông đồng, hỡi chuông thiết, hãy reo vang ầm ĩ hết biết. Khi xì trung con ghé ngang qua, cứ rung lên tiếng đon tới khi chúng tới gần. Đó, làm phép cũng cần văn vẻ lắm chứ. Giờ thì thử trước đã. Dạ. Nhìn này mèo Ara, tôi là xì trung. Xì trung quá đi thôi, tôi là xì trung nhất đó. Ôi, xì trung làm sao? Thành công rồi mèo Ara, làm được rồi. Giờ thì bất cứ khi nào có xì trâm tới gần, cái chuông sẽ báo cho chúng ta như vậy nè. Và cho dù chúng có chạy trốn ở đâu thì cái chuông vẫn dẫn ta tới chỗ đó. Rồi mi đeo chuông lại đi. Lại đây con quái vật nhỏ đáng thương này, tới mau. Sao mi dám chống đối ta hay mèo ngu? Xong rồi, giờ thì cứ giữ yên vậy đi. Hãy để cuộc săn xì trâm bắt đầu. Là hoa lan đẹp nhất mà con từng xì trâm đó. Chắc chắn rồi tí cô nương. Tiếng ồn gì vậy? Ta phải đi kiểm tra mới được. Cẩn thận đó tí chua. Nhanh lên mèo Ara, nhanh lên. Cái chuông tìm được một xì trâm rồi. Một chết rồi, dẫn đường đi chuông, dẫn đường đi. Tí chua, có chuyện gì vậy? Là lão gà mên. Là lão gà mên. Lão gà mên và mèo Ara đang hướng thẳng về phía của chúng ta. Nhanh lên. Chúng lên đầu nguồn rồi mèo Ara. Nhanh lên tí cô nương, hắn sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Con đang chạy nhanh nhất có thể nè tí vua ơi. Ê,
chạy qua cầu. Chúng ta tới rất gần rồi. Trốn trong mấy thằng đá kia đi. Đừng cùng tụi mèo ra, chúng biết đường rồi. Cái chuồng đó dẫn hắn tới ngay chỗ của chúng ta. Phải chạy nhanh trở lại con sông. Nhanh lên mèo ra, đang trở lại con sông rồi. Không thể nào để bị bắt như vậy được, đi theo ta. Chắc chắn là chúng quay trở lại phía bên kia rồi. Bực mình quá, mất dấu chúng rồi. Bây giờ cho dù có trốn ở đâu đi nữa thì cái chuông nhỏ trên đuôi mèo Ara cũng dẫn đường tới thẳng chỗ của chúng ta thôi. Ê, nghe giống như tiếng chuông của chúng ta quá. Chuông của các con? Dạ, tụi con đã làm nó và Tí Cận đã đeo vào đuôi của mèo Ara. Bởi vì tất cả đều là ý tưởng của Tí Cận đó. Ngài có thấy tự hào không Tí Vua? Ban đầu nó có vẻ là một ý tưởng hay mà Tí Vua. Và lão Cà Mên đã lấy ý tưởng của con và dùng nó đối phó với chúng ta. Giờ thay vì cảnh báo chúng ta thì cái chuông lại đi săn chúng ta đó. Mình đã nói đó là ý tưởng tôi rồi mà. Mình ghét những ý tưởng. Đúng là một ý hay Tí Cận. Nhưng giờ chúng ta cần phải xì trâm một ý tưởng khác. Và ta nghĩ ta đã biết cần phải xì trâm điều gì rồi. Cái này sẽ làm được, chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt. Các xì trâm nhỏ của ta, chúng ta sẽ lên đường đi tìm mèo Ara và xử lý cái chuông đó. Các con sẵn sàng chưa? Dạ rồi, Tí Vua. Nghe đi, là cái chuông. Xì Trâm ơi, tiếng chuông đó giống tiếng chuông của chúng ta quá. Đúng là tiếng chuông của chúng ta rồi. Vậy nghĩa là? Nghĩa là bọn họ đang tới gần. Chúng ta lại tới gần rồi đó mẹ Ara. Ở bên kia, các con biết làm gì rồi chứ? Dạ thưa Tí Vua. Bên kia kìa. Chúng ta phải bắt được cả lũ bọn chúng. Mèo Ara, cứu ta. Cứu ta với. Yuhu, mèo Ara. Ở đây nè, mèo con, mèo con. Hey, mèo Ara, bên này nè. Mi đây rồi. Con mèo ngốc lười biếng, đứng dậy mau. Chỗ này có đầy bọn xì trâm luôn đó. Qua bên đó, đi lên trên. Chúng ta tới gần hơn rồi. Chuẩn bị đi chết hết đi. Ông đánh thức miệng bự. Miệng bự không thích. Giờ miệng bự bực mình thôi.